Vậy ống nước nè, mượn ống nước lấy ống nước chổi dây điện. Cái đó dùng nói dùng được gì không? Đây ống nước dài á. Ờ kiếp đó. Xe kìa. Đi lên. Xe. Cái cây kia có cây màu đó. Xe. Cũng là xe là ghen kì vậy. Cây nó dữ lắm vậy. Một xìu cây của ta chết. Sắn như cái giò giờ kia đêm đàng hoàng cái. Liệu chơi ly vậy. Em dốc nó nơi đi cho con của em mày. Nó khóc bánh âm sầm chứ. Lấy một cái vô khô lạc ha. Dạ. Hỏi mọi người xịt không? Không, mấy ngày nay giò đau đi lần nào đập áo trên đau rồi làm biết đi. Đi chút cái đập đi mà không đi con chút một đập quá trời gai đạp cái hồi gì à. Như là nước rông rồi nè hết cá rồi. Ruộng về ta xa chứ người. Xa lúa hơn hả? Dạ. Người ta cho nước vô dẫm lúa rồi giờ đâu có còn cá nữa. Mấy chục năm xài đèn dầu vậy hết rồi ha. Hết rồi. Giờ có điện khỏe rồi. Trước xài điện thoại lúc mà chị hai chưa có điện thấy sạc điện lần cái 5 ngàn. Sạc gì? Đèn cũng 5 ngàn, sạc điện thoại 5 ngàn. Sạc ở đâu? Hả? Đi nhờ ta sạc ghim vô sạc đủ điện đó là 5 ngàn đó. Lần cái sạc cái 5 ngàn. Như vậy dài nhà đó, nhà nào thì sạc nhà đó. Đó sạc thì có bên nhà có chị ba dở đi rồi cái sau thì sạc bên hiếu múc. Sạc nhờ cái 5 ngàn vậy đó. Thần ơi, mất lấy tiền nữa hả? Mất tiền tiếp tiền điện vậy đó. Sạc điện hỏi còn nhiêu tiền đâu ông nội. Thì không có điện thì kẹt có gì sao giờ. Về sạc điện hỏi xài mà tiện á. Xài hết pin rồi cứ sạc cái 5 ngàn. Thế sạc điện 5 ngàn. Thần ơi. Mà tự lên người ta ra giá hay gì? Hay mình đưa? Người ta mới vô thì nói gì mới, ta cũng nói gì, sạc cũng đưa tiền vậy đó. Thấy mình sạc hoài thì ngại á, cái đưa 5 ngàn, thôi giờ nó tiết kiệm điện 5 ngàn đi sạc 2-3 lần cái 5 ngàn cái đó sao thì bảo quy định luôn ngày lần sạc 5 ngàn. Quy định luôn hả? Dạ. Mới giờ thì thấy ngại kỳ ngày cách vài ngày qua sạc hết sạc điện thoại sạc đèn hoài á, mình thấy cũng ngại cũng nó tiết kiệm điện, cái sao nó hơi vậy mà khỏi cần tiết tiền bây giờ biết nhiêu tiền sao giờ 5 ngàn sạc lần 5 ngàn. Ra giá vậy luôn. Ra giá gì đó sạc lần 5 ngàn vậy. Lần 5 ngàn ngày ngày sạc mấy lần? Như điện thoại cầm pin thì 2 ngày, không có mấy thì điện thoại lúc trước có vợ đi về có xài có mướn á, thì cái đó là sạc hoài nó hao pin. Vậy kể như một ngày sạc 1 lần ha? Dạ sạc 1 lần, đèn thì 2-3 ngày đi, mỗi có tối thì có đi bắt này bắt kia thì sạc. Vậy là 1 tháng hết 150 ngàn tiền điện rồi. Trăm mấy ngàn tiền điện. Chừng dầu nữa, dầu đốt nữa. Ngày 5 ngàn, ông sạc cử gì 5 ngàn? Đầy điện thoại là 5 ngàn ha? Đầy điện thoại 5 ngàn, sạc giờ như sạc gì cũng 5 ngàn, sạc đèn cũng 5 ngàn, sạc điện thoại 5 ngàn. Sao người ta khó vậy? Nhưng mà rút ra, rút cái chui trong ổ điện, không rút cho trong cái ống đèn, làm hãy hồi đi pin. Khó hả? Khó vậy hả trời? Ở đây ta bán tiệm rồi, như rút bán tiệm á. Rồi mình quên sạc cái đầu cái bớt bên cái gì đó. Bây giờ
hiến cháo cháy với tàn tính nè, sạc hoài thì mình sạc hoài người ta cũng ngại, người ta cũng bực bội nữa. Mà đâu có bao nhiêu điện đâu, đâu có bao nhiêu đâu mà lấy 5 ngàn. Cái lúc mà có cái bệnh thì cái đi mua cục miếng điện sạc bình ra, sạc còn bình á, rồi mua cục sạc nó về sạc bình. Cái điện thoại sạc được mấy đợt là hết bình này, cái 12 ngàn sạc cái bình. Sạc bình nhiêu? 10 ngàn 12 ngàn gì á, ở ngoài 10 ngàn. Sạc mà túc này ngoài đây nè, đấy kè quá. 12 ngàn. 12 ngàn. Vậy mà cũng lấy tiền nữa ha. Nhưng cái đó mình sạc lên tay lên chỗ về sạc bình mà. Ừ. Sau anh hai anh mới mua cái cục sạc bình á. Ừ. Mua cục sạc rồi ông cái bên cho anh hai cầu điện đó. Nhờ cái đó anh mới cầu điện vô rồi anh có điện đâu, cái anh mới sạc bình cho anh đây xài. Vì mà người ta không cho mà người ta cũng lấy 5 ngàn nữa trời. Giờ đây mở ra. Có khi nào em suy nghĩ nhà em thiếu hụt gì rồi em buồn không được? Giờ thiếu thì cũng phải chịu chứ giờ buồn cũng vậy giờ. Đúng rồi, mà tối tối không á. Tại cái số rồi giờ tối gì cũng vậy giờ cũng tại gì em ra đường giờ em hư thiệt hơn người ta cũng cỡ cửa em đó, người ta nhà cửa là đầy đủ cho, còn em thì nó tại vì cái số rồi. Ừ. Từ lúc nhỏ tới giờ. Rồi lúc nhỏ đi học bằng gì? Hả? Lúc nhỏ đi học ở đâu? Đi cờ. Đi bằng gì? Đi bộ mà, em đi bộ mà, đâu có xe đâu. Không có xe đạp đấy hả? Không. Đi đi học nó là bộ đây đứng cắn cờ vậy đó, rồi tới mùa nước rồi bơi xuồng. Dứt thùng bước luôn hả? Giờ chơi ba bông xét này, ba cồng này nó xét cho. Ừ, thùng bước không xét nha. Ừ. Có đồng hồ không? Có. Mẹ cái đó người ta cho mà không hết nhưng mà có tiền. Rồi có điện chưa? Có, trong đồng hồ có đấy. Có cục cà dâu chưa? Bánh hả? Cái gì cái đường dây ngoài đó vô chứ vậy? Không có, cờ. Cái đường kia là đường riêng. Đường kia là mình kéo đưa công dây điện lên cao mấy cái điện chưa? Đưa công dây điện lên mấy cái điện chưa? Câu vô đâu, câu vô đồng hồ. Đây có cái cúp lại. Cái này để tiếng Nhật không vậy? CB này để tiếng Nhật không ạ? Sao kỳ vậy? Mấy cầu dao mà đâu có đèn không nội ơi. Mấy CB này đâu có đèn. Kìa coi cầu dao của người ta nằm sao điện nổi. Ai mua cầu dao à? Cộng này câu sao đi, chừng nào đưa dây lên hả câu? Gom đồ chừng ơi. Dạ không lên rồi, ở cái dao à? Đại ca luôn á, mẹ quýnh mà mày tóm vết á. Anh nói vậy mấy đống cát kia rô phá em là nó dạng là vô tư luôn rồi đó. Dạ, em để cái này. Đây, để đây, đừng kéo lên. Kéo lên, luôn cho tôi kéo.
Rồi chắc tới chiều mới gọi quá. Mấy giờ à? 1 giờ mấy rồi. 2 cây nữa là nó lại cái gì không á. Gì? 2 cây này khó à, mấy cây kia chứ là nè. Mấy cây kia lên quấn dây cái gọi gì? Không lấy thùng nước uống hả? Bà bên giao cầu lấy thùng nước rồi. Thùng nước rồi. Thùng nước lại mà ta. Lên cái con cầu kia. Giờ này sao? Đó mấy lỗ, hai lỗ hả? Cây sắt này chịu nổi không con? Có cây cột có chịu nổi không? Cột đó là tôi lên tôi bước tôi có mấy ký mà bước lên tắt liền liền. Nó nghiêng qua bên kia kìa. Cây cột nó nghiêng qua mép nó đó. Bỏ dưới gì mà nghe kìa. Bỏ dõi dưới gì mà nghe. Chưa dắt mở làm nhà mà có chôn chưa dắt cái tay ông chân mà xíu xẹo ủa anh làm cái đóng bắt cái gì ha rồi anh chờ bắt cái gì cái cục có cao có nặng trong ba có điện gì không dạ. Ba có gì không dạ không tết nó gì nè vậy đây đâu út nè để đâu mới cầu mất mát chỗ nào xe khác vô xe nó chạy nữa. Chắc mình đem bệnh đi. Đem bệnh kia đi. Đâu? Cột quá đó. Xe bệnh luôn. Đó lên đi. Anh xe bộ mô tô lên đường. Đó đi. Nơi bệnh này hồi quá dắt lên gì à? Sao đưa cái đầu xuống kìa? Cái cục đem chưa? Cái cục á? Bò bò. Đem cục lại bò ơi. Đem cái sắt lại. Đem cái sắt đó đó. Đem cái cây đó quay lại. Chừng lộn cây rồi đó ông nội ơi. Sao mất cục sứ dữ vậy? Anh dựng cái đầu kia lên coi. Anh dựng đầu kia mà. Ta dựng đầu đứng lên coi. Người ta đó nó đầu đứng mà. Ok. Siết ốc cứng lại được rồi. Thank you.
Để làm gì đó hả? Vô không? Vô. Nó kêu lật lại nó người ta đo đường kim mà không quay xuống sao vô được. Chặt cùng lung dương. Người ta phá mà trời ha. Nó nghe ha. Họ cứ đeo cái đem mà. Họ cứ dắt lên gì kìa. Gỗ sẵn về đó. Ủa còn cái cây lên cặp rồi. Đây nắng rồi. Bắt cục xíu vô luôn đi. Bây giờ bắt cục xíu bộ công dây điện luôn được không? Bắt cục xíu bộ công dây điện luôn. Thêm cái nhất kia chưa? Bắt cục xíu vô bộ công dây điện vô quạt lên.